Thưa quý vị, nằm ngay trên trục quốc lộ 6 thuộc bản Triềng Đi 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, bản du lịch Astay có vẻ đẹp mộc mạc, góc view ấn tượng và những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Ghé thăm Astay, du khách sẽ được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và cảm nhận được nhiều ấn tượng với nét đẹp văn hóa vùng cao. Một không gian thoáng đãng cùng những người đồng bào dân tộc đôn hậu, chân chất và rất nhiều điều thú vị đang chờ đón bạn ghé thăm bản Astay. Bản du lịch Astay là một dự án cộng đồng do nhóm các nghệ sĩ trẻ tuổi cùng nhau thực hiện. Ngoài dành tặng bà con những nguyên vật liệu để dựng nhà sàn, các thành viên của dự án còn vận động bà con phục dựng những ngôi nhà truyền thống phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào. Các bức tường xi măng chạy dọc con đường vào bản cũng được phủ lên những nét vẽ vô cùng độc đáo, đầy màu sắc như cuộc sống của chính người dân nơi đây. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi thăm một cái homestay người Thái của hộ gia đình Hà Văn Trương. Cái homestay của nhà chị đã vào hoạt động và khi du khách đến thì có những cái trải nghiệm gì cho du khách? Đây nhà mình thì phục vụ khách đến ăn ngủ nghỉ và ăn những cái món đặc sản của người Thái. Sau này mình có thể đi ngắm những phong cảnh xung quanh và không khí rất trong lành. Sau vẫn có những đồi chè mình có thể lên trên đồi chè chụp ảnh, có cả dịch vụ quần áo người Thái hoặc là người Mông lên cho du khách chụp ảnh. Du khách đến lên trên đồi chè vừa chụp ảnh và có thể mình hái những cái búp chè đấy về mình pha uống trực tiếp. Chè đây là chè sạch. Du khách đến đây là rất thích thú những phong cảnh này. Đã lên núi phải ở bản là thông điệp mà người dân bản du lịch Astay muốn gửi gắm đến du khách khi ghé thăm bản làng của họ. Những đồi chè xanh mướt, những căn nhà nhấp nhô trên triền đồi, tất cả tạo nên một Astay thật khác biệt và đáng nhớ. Đây là một cái homestay của người Dao và đã được các họa sĩ nổi tiếng ở Hà Nội lên vẽ lên các bức tường. Và để dấu ấn cho khi du khách đến homestay của người Dao. Được dựng và cải tạo lại từ ngôi nhà sàn truyền thống của người Dao tên là A Duy. Ngôi nhà gồm 3 gian, 2 mái có nhiều cửa sổ, tạo nên không gian thoáng mát với ánh sáng tự nhiên. Bao xung quanh là những đồi chè trải dài xanh mướt 4 mùa. Nằm ngay vị trí trung tâm bản nên rất thuận tiện đi lại. Anh Thành tự hào giới thiệu về homestay do chính anh xây dựng và làm chủ. Cái homestay của người Mông thì nó theo cái bản sắc của người Mông là nó bố trí một cái không gian rất là rộng rãi. Như ở Mông thì trang trí những cái các cái dụng cụ như ở ngay trước mặt đây là có treo mấy cái chuôn của con trâu, trước là làm chuôn để buộc cho con trâu. Với lại trang trí những cái gốc cây này để cho nó đẹp cái không gian. Trước cổng thì mình có thể là đặt mấy cái tổ lô của bản sắc của người Mông mình. Đến với bản Astay ở đây thì cũng có 5 dân tộc, trong đó thì 3 dân tộc cũng làm homestay. Thì mong các bạn hay là du khách đến đây thì cũng theo ý thích là muốn vào hon của người Mông hay là của người Dao và người Thái. Độc đáo, riêng có. Đó là những gì khiến du khách thêm yêu mảnh đất con người nơi đây. Những buổi sáng sớm đón bình minh nơi bản làng vùng cao, check-in trên những cung đường nhiều sắc màu, một điểm đến lý tưởng dịp nghỉ lễ này.